Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series review Dragon Super trên channel Shonen Action. Tập 70 đã được phát sóng vào sáng nay. Đây là một tập phim rất vui và thú vị. Nội dung phim làm nổi bật được các nhân vật phụ trong Dragon Super khi cho chúng ta nhìn thấy được các chiến binh Z tham gia một bộ môn thể thao nổi tiếng đó là bóng chày. Mở đầu tập phim là Champa của vũ trụ thứ 6 đề cập đến một cuộc thi đấu giao hữu để kết tình thân ái với Beerus của vũ trụ thứ 7. Nhưng động cơ chính của Champa thì vẫn đơn giản, đó là ông muốn chén những món ăn ngon của vũ trụ thứ 7. Mặc dù thậm chí Champa còn không biết các quy tắc của môn bóng chày, nhưng vẫn gạ gẫm một cuộc thi. Tuy nhiên, không phải chỉ riêng Champa không biết gì về các quy tắc, các nhân vật chính của chúng ta ở vũ trụ thứ 7 cũng không khá hơn là mấy. Duy nhất vũ trụ thứ 7 có lẽ chỉ có Yamcha và Gohan là đã thực sự chơi bóng chày từ trước. Vũ trụ 7 thành viên thì đã có Beerus là huấn luyện viên và Yamcha là đội trưởng. Các thành viên khác bao gồm Piccolo, Gohan, Kid Trunks, Krillin và Goku. Vũ trụ thứ 6 thành viên thì có vẻ thiếu hụt nên gồm Champa, Kappa, Butamo, Magita và phải lấy thêm thành viên nữa là Vegeta và Goten. Tất nhiên là không có Hit, vì Hit chỉ thi đấu khi liên quan đến chiến đấu hoặc được trả nhiều tiền. Bulma nói rằng có lẽ bóng chày là điều duy nhất Yamcha có vẻ giỏi, còn Android18 nói rằng anh nên bỏ võ thuật mà chuyển sang hẳn sự nghiệp thi đấu bóng chày. Ở lần ném đầu tiên, Goku với sự nhắc nhở của Beerus rằng phải ném một quả cực mạnh nên đã sử dụng trạng thái Super Saiyan Blue và dùng toàn bộ sức mạnh ném một quả bóng khiến cho hủy diệt một phần sân đấu và gần như giết chết Gohan khi đỡ bóng. Tuy nhiên, trọng tài Whis đã nhắc nhở Goku rằng không được sử dụng sức mạnh hủy diệt vì đây là một trận đấu giao hữu. Goku đã điều chỉnh lại sức mạnh bằng cách ném một quả bóng rất chậm, làm cho mọi người chìm vào giấc ngủ. Với một quả bóng nhẹ như vậy, Champa đã rất dễ dàng đánh trúng và ghi điểm. Lượt đánh của Champa kết thúc khi Trunks đã bắt được quả bóng, ngăn cho Champa ghi một pha home run. Yamcha được thay vị trí ném bóng của Goku. Anh đã sử dụng kỹ thuật ném bóng kết hợp từ chiêu sói của mình để có được sức mạnh và tốc độ. Yamcha thực hiện rất tốt khi loại bỏ được Butamo và cả Kappa. Sự nổi bật của Yamcha khiến cho tất cả mọi người đều ấn tượng, đặc biệt là Bulma và Pua. Đến lượt vũ trụ thứ 7 đánh bóng, Yamcha sẽ đối đầu với Vegeta. Tuy nhiên, Vegeta đã ném trúng vào Yamcha khiến anh bị đau và Whis đã thông báo rằng bóng chày không phải là một môn thể thao như vậy, khiến cả Goku và Vegeta hoang mang. Tiếp theo đó, cả Vegeta và Goku đều sử dụng hình thức mạnh nhất của mình là Super Saiyan Blue để thi đấu. Một kết quả khá bất ngờ khi Yamcha đã di chuyển và kết thúc lượt đấu an toàn. Lượt đánh của Gohan cũng như vậy khi Piccolo đã cho anh lời khuyên và Yamcha vẫn nổi bật khi cố gắng chạy đến điểm an toàn, mặc dù anh đang ở trong trạng thái trọng thương gần như sắp chết. Champa và Beerus bắt đầu xung đột cãi nhau và chiến đấu khiến cả thế giới trong tình trạng hỗn loạn với sấm chớp và vòi rồng. Trước những tang hại sắp xảy ra, Whis và Varus đang ngăn chặn cuộc chiến và tuyên bố vũ trụ thứ 7 đã chiến thắng bằng việc Yamcha đã ghi thêm được một điểm trong một tư thế rất giống với tư thế anh đã chết trong lần Vegeta tấn công trái đất. Tổng kết lại, Dragon Super tập 70 mang một tính giải trí rất cao và đã đem lại tiếng cười cho những người hâm mộ. Tập phim này mình nghĩ hay hơn tập 68 và 69 và đã làm nổi bật được rất nhiều nhân vật như Yamcha, Piccolo, Krillin và Gohan. Dragon Super tập 71 sẽ được phát sóng vào tuần sau và sẽ bắt đầu câu chuyện liên quan đến Hit, người sẽ ám sát Goku. Cảm ơn các bạn đã theo dõi series review và phân tích anime trên channel Shonen Action. Hãy like và subscribe để được đẹp trai xinh gái hơn và cùng theo dõi những video mới nhất về Dragon Super nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Cơ thể sẽ mọc ra vảy rồng, có đặc tính của rồng và sức mạnh của họ có thể sánh ngang với một con rồng thực sự. Natsu là một sát long nhân đầu tiên thuộc thế hệ thứ nhất, có thể kích hoạt được long lực mà không cần tiêu thụ các nguồn năng lực bên ngoài. Sau khi hấp thụ ngọn lửa tội lỗi, Natsu đã chứng minh rằng mình có thể kích hoạt được long lực. Sức mạnh của hội trưởng Tartarus có một sức mạnh vượt trội hơn cả loài rồng hay thần, tất nhiên là sẽ mạnh hơn quỷ vì Natsu chính là quỷ. Tuy nhiên thì đây chính là thể dạng mạnh nhất của Natsu về sau.